Mến chào quý bà con và các bạn xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Lan, có một số mặt hàng hoa giấy thành phẩm ghép rất là đẹp rực rỡ luôn nha bà con. Cây nhỏ gọn xinh xinh, giá rất là mềm dễ chơi. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với em Lan à. Rồi anh chào Lan. Dạ em chào anh Liêm. Dạ em chào quý cô chú quý anh chị ha. Thì địa chỉ nhà vườn của em là ở Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại cũng là số Zalo của em 0763234343. Dạ thì hôm nay em có số mặt hàng như hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú quý anh chị. Dạ em mong quý cô chú anh chị ủng hộ em nha. Dạ em lên mã số 1 ạ. Dạ mã số 1 là cẩm thạch tím. Dạ chiều cao em đo được cho nó là 71 à. Dạ tán là 34. Dạ hoành cũ em đo được là 13 ha. Thì mã số 1 này em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị của mình là 200 ạ. Dạ mã số 1 200 siêu bông. Dạ siêu bông ạ. Rồi em xuống mã số 1 ạ. Em lên mã số 2. Dạ một cây cẩm thạch tím nữa. Dạ tổng chiều cao của em nó là 66 ạ. Tán là 36. Dạ hoành cũ em đo được cho mình là 13 ha. Thì mã số 2 em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị là 210 ạ. Dạ mã số 2 210. Dạ mã 2 ha 210. Cây gọn. Rồi. Gọn đế to sổ quái luôn. Rồi em xuống mã 2. Dạ em lên cho mình mã 3 ạ. Dạ một cây dưa hấu. Quá wow, bông. Dạ tổng chiều cao em đo được là 46 ạ. À. Dạ tán là 41. Dạ hoành em đo được là 9. Dạ mã số 3 này em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị mình là 109 ạ. À. Dạ mã số 3. Cây dưa hấu 109 ạ. À. Dạ. Bông mà rất là đẹp luôn. Từ trong lách lá đưa ra. Rồi em xuống mã 3 nha. Em lên mã 4 ạ. À. Rồi một cây cẩm thạch tím. Dạ tổng chiều cao em đo được là 58. Dạ tán là 39. Dạ hoành cũ em đo được là 11 ạ. Dạ thì mã số 4 này nè em xin giao lưu với quý cô chú với anh chị của mình là 200 ạ. Mã số 4 rồi, dạ là 200. Rồi em xuống mã 4 ha. Dạ em lên cho mã 5. Một cây cam cầu dòng. Dạ tổng chiều cao em đo được cho mình là 56 ạ. Rồi tán là 43. Dạ hoành cũ em đo được cho mình là 11. Dạ thì mã số 5 này em giao lưu đến quý cô chú quý anh chị của mình là 109 ạ. Dạ mã số 5 109. Dạ cam cầu dòng. Dạ em lên mã 6 ha. Là một cây cẩm thạch tím luôn. Dạ tổng chiều cao em đo được cho mình là 54. Dạ tán là 25 ạ. Dạ hoành cũ em đo được là 10. Thì mã số 6 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị mình là 109 ạ. Dạ mã 6 109. Dạ em lên cho mình mã 7 ạ. Một cây tím pháp. Ơ em xin lỗi, cây dưa hấu. Dưa hấu. Dạ dưa hấu. Dạ tổng chiều cao em đo được cho mình là 66 ạ. Tán là 34. Dạ thì hoành cũ em đo cho mình lượt là 10 ạ. Thì mã số 7 này em giao lưu cho mình cũng 109 luôn nha. Dạ mã số 7 109 ạ. Rồi em xuống mã 7 em lên mã 8. Một cây cẩm thạch tím luôn. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Rồi tổng chiều cao em đo được cho mình là 60 ạ. Dạ tán là 38 nè. Dạ hoành cũ em đo được cho mình là 15. Dạ thì cái mã này là mã 8 ấy, em giao lưu cho mình dạ 200 thôi. Dạ mã 8 200. Rồi. Rồi em xin xuống mã 8. Em lên mã 9. Dạ mã 9 là có hai màu ạ. Mã là trắng với dạ. Lại tím pháp. Dạ. Dạ tổng chiều cao em đo được cho mình là 57 ạ. Dạ tán là 38. Dạ hoành cũ em đo được là 12. Dạ mã số 9 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị mình là 200 ạ. Mã số 8 200. Mã số 8 ha. Dạ mã số 8 200. Rồi. Rồi em xuống mã 8 nha. Em lên mã 9 ạ. Dạ một cây cẩm thạch siêu bông luôn. Rồi mã 9. Dạ tổng chiều cao em đo được cho là 64 à. Rồi tán là 40 luôn. Dạ hoành cũ em đo được cho mình là 12 nha. Dạ thì cái số 10 này em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị của mình là 108 thôi. Dạ 108. Dạ. Rồi. Rồi
em xuống mã 10 ha. Em lên tiếp mã 11. Một cây tím Pháp. Bông này nó hơi già. Con số hoa già. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 60. Dạ, tán của mình là 47 à. Dạ, hoành cũ em đo được của mình là 13 ha. Thì mã 11 này em giao lưu cho mình 190 đó. Nhỏ gọn dễ chơi ạ. 190. Dạ, mã 13, 190. 11. À, em xin lỗi 11 nha. Dạ, em lên mã 12. Dạ, tổng chiều cao em đo được cho mình là 62. Dạ, tán là 43. Dạ, hoành cũ em đo được cho mình là 11. Dạ, mã 12 này nè, em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị của mình là 190 ạ. Dạ, 190. Dạ, mã 12. Em xin xuống mã. Dạ, em lên tiếp mã 13. Dạ, mã 13 thì hai màu, cẩm thạch tím và cẩm thạch trắng. Hai màu cẩm thạch. Dạ, hai màu cẩm thạch. Dạ, tổng chiều cao em đo được cho mình là 52. Dạ, tán là 43 ạ. Dạ, hoành cũ em đo được cho mình là 14 à. Dạ, thì mã 12 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị mình là 200 thôi. Dạ. Ủa, cũng rất là đẹp luôn ha. Cẩm thạch hai màu. Dạ. Rồi. Rồi. Em xuống mã 12 à. Em lên mã 13 là một cây phụng hoàng lửa. Có một số nơi người ta gọi là cây loan tím nữa đó. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 44 à. Dạ, tán là 34. Dạ, thì hoành cũ em đo được cho mình là 10 ạ. À. Dạ. Thì mã 13 này em xin giao lưu cho mình 190 ạ. À. Dạ. Rồi. Mã 13 190 ạ. À. Rồi, em xuống mã 13 nha. Em lên tiếp cho mình mã 14. Dạ, cũng cẩm thạch hai màu luôn ha. Cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 48. Dạ, tán là 35. Dạ, hoành cũ là 14. Dạ, thì cây này là mã 14, em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị mình là 210 thôi nha. Dạ, 210 màu luôn. Cẩm thạch hai màu. Đế lùng lực bonsai ạ. À. Dạ rồi. Em xuống mã 14. Em lên tiếp mã 15. Là một cây cẩm thạch tím. Dạ, tổng chiều cao em đo được cho cây là 43 ạ. À. Tán là 32. Dạ, thì hoành cũ em đo được là 11. Dạ, thì cây này mã 15 em xin giao lưu cho mình 200 à. Mã 15. Dạ, 200. Rồi. Dạ, em xuống mã 15 nha. Em lên tiếp cho mình mã 16. Một cây phụng hoàng lửa. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 56. Dạ, tán là 38. Dạ, hoành cũ em đo được là 9 à. Thì cây phụng hoàng lửa này nè, em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị mình là 190 ạ. À. Dạ, mã 16, 190. Rồi, 190 cho mã 16. Dạ. Em lên tiếp mã 17. Cũng là một cây cẩm thạch hai màu luôn. Đới lùng lực lắm. Trắng và tím. Dạ, trắng và tím. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 53 ạ. À. Dạ, tán là 34. Dạ, hoành cũ em đo được là 11 ha. Dạ, thì mã 17 này em giao lưu cho mình 201 ạ. À. Dạ. Hai màu cẩm thạch, mã 17, 201 ạ. À. Rồi. Rồi. Em xuống mã 17. Dạ, em lên mã 18. Dạ. Mã 18 là cây kim cương đỏ. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 54 à. Dạ, tán là 44. Dạ, hoành cũ em đo được là 13. Dạ, thì cây này em giao lưu cho mình 190 thôi. Kim cương đỏ. Dạ. Rất là đẹp. Mã 18, 190 ạ. À. Rồi, em xuống mã 18 ha. Em lên tiếp cho mình mã 19. Cũng là một cây cẩm thạch hai màu luôn, trắng và tím. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 60 ạ. À. Dạ, tán là 36. Dạ, hoành cũ là 13. Thì cái mã số 19 này em giao lưu cho mình là 200 nha. Dạ, hai màu. Mã 19 200 ạ. À. Dạ. Rồi. Em xuống mã. Rồi. Em lên tiếp cho mình mã 20. Kim cương đỏ. Dạ, một cái kim cương đỏ. Dạ, chiều cao đo được là 48 ạ. À. Tán là 49.
Dạ, hoành cũ em đo được cho mình là 13. Thì mã số 20 này em xin giao lưu cho mình 190 thôi. Kim cương đỏ 190 ạ. Rồi, em xin xuống ha, mã 20. Dạ, em lên tiếp cho mình mã 21 ạ. Một cây cẩm thạch tím. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 54. Dạ, tán là 40 à. Dạ, hoành cũ là 14. Dạ, mã 21 này nè, em xin giao lưu cho mình 201 thôi. Dạ. Rồi, okay. Rồi, em lên mã cho mình mã 22. Một cây cẩm thạch hai màu, dạ màu tím và màu trắng luôn. Dạ thì tổng chiều cao em đo được cho mình là 63. Dạ tán là 38. Dạ hoành cũ em đo được là 10. Dạ thì mã 23 này em xin giao lưu cho mình 190 á. Dạ nhỏ gọn cũng dễ chơi lắm à. 190, mã 23. Dạ, em xuống ha. Em lên mã cuối cùng luôn là mã 24 của cuối clip của em. Dạ, cây này là cây hồng thái. Ừ, trắng phước hồng. Trắng phước hồng, dạ. Phước hồng, thái nha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, chiều cao em đo được là 67 ạ. Tán là 55. Dạ, hoành cũ em đo được là 11 ạ. Dạ thì mã số 24 này nè, em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị của mình làm 201 ạ. Dạ. 201. Rồi. 201 mã 10. Mã 24. Rồi. Dạ rồi, thì cuối clip em xin cảm ơn anh Liêm, em cảm ơn quý cô chú quý anh chị thời gian qua đã ủng hộ em ha. Em xin chúc quý cô chú quý anh chị của mình một ngày vui vẻ, dạ thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc ạ. Dạ em cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn Lan nha. Mến chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Hy vọng bà con sẽ hợp nhãn và chốt những cái mã số có những cái cây hoa bông đẹp vậy nha bà con. Rồi, bye bye bà con nha.